chú, trời ơi, con xe này là đỉnh keo luôn đó. Chúng xe kia, ông sao chúng xe kia? Nó vô được không ta? Xếp ra đi, thấy xếp rồi. Đó, surprise chưa? Ây da, ông chạy không còn đâu rồi. Trời ơi, cái gì? Ông già ơi, anh kia chồng gọi là ông già lên, bảo lãnh đi kìa. Tôi không bao giờ tôi dám tự làm một mình, phía trên tôi còn một người nữa. Đúng rồi. Cái chú này bảo là chú này chạy động cơ xe cảnh sát là theo chỉ thị của cậu. Thôi được rồi, giờ cậu xe bển xác nhận với tôi là chú này là không có liên can đến chú cậu đúng không? Đúng rồi đó. Rồi, mời cậu đi ra về. Cậu này là phải thả tự do chứ không có để ở đây được. No, tôi bị thả tự do rồi. Chết rồi, ông chú cũng bị thả tự do kìa. Từ từ kiếm ổng coi. Thằng đó nãy em thấy trong đồn á chị. Đang rình mò vậy, chắc đang rình mò. Chắc anh về bệnh viện á, về bệnh viện á. Chị tí đã lấy đường. Lúc nãy em đứng ở ngoài em nhìn vô là thấy nó đi từ cầu thang ở dưới đi lên. Cái nó thấy hai ông cảnh sát. Nó quay lên nó chạy xuống dưới lại. Đây đây đây, giờ tới này chú Chọc, đâu chú Chọc đâu rồi. Chú bị còng hay sao? Lên chứ nữa, xin lên chứ nữa. Ông già như bị còng hay sao, gọi không biết nghe máy. Quay lại cái đồ không? Đó hả? Quay lại cái đồ coi còn xe ổng không? Ê, ổng thả tự do chú rồi, chú đang bay nè. Chú đang bay à? Chú bay ở đâu vậy? Cái gì? Vẫn còn bay, chưa xuống luôn nè. Mình xuống ở đâu? Chú đi đó. Cái gì anh? Em á? Rồi ổng đi rồi, ổng đi rồi, ra bệnh viện đó không. A few inches later. Ủa, ổng còn sống nè. Alo. Thì ổng thả cao vãi lời chưa xuống nữa mày. Con tưởng chú chết rồi. Con đang bay luôn á. Ủa chú bay bằng gì vậy, cánh hả? Ông chở chú lên trực thăng cao hay là cao xong thả. Ê xuống rồi, xuống rồi. Ê. Chú ơi. Chú. Rồi như là chú đi vậy đó. Chú đi vậy sao á? Chú ơi. Báo cảnh sát đi chú ơi. À quên, báo bệnh viện đi chú ơi. Con về bệnh viện con đón chú. Chú ra đi bình an mạnh giỏi nha, con sẽ đón chú. Anh ơi. Ờ chị. Không biết là bên bệnh viện mình có tiếp nhận một ca bệnh bị rơi từ độ cao 8000 mét xuống dưới mặt đất không anh? 8000 mét xuống dưới mặt đất thì bệnh viện không tiếp nhận được chị ạ. Thường thì dưới đó ở dưới nữa người ta sẽ tiếp nhận chứ bệnh viện không tiếp nhận được cả đó chị ạ. Đây là ở dưới nữa luôn anh. Đúng rồi, ở dưới nữa luôn á. Mà nhiều khi ở dưới nữa người ta cũng không chấp nhận luôn á. Vì nó đâu còn nguyên vẹn đâu chị ạ. Ừ, đúng rồi, nó đâu còn nguyên vẹn đâu ạ. Chú ơi, chắc phải lập đèn cầu cho linh hồn của chú tôi quá. Hy vọng là ông được về đây. Có gì là nãy giờ chưa có ca bệnh nào luôn hả, bác sĩ? Có một ca bệnh nhưng mà ca đó của anh Rico rồi ạ. Ngoài ra không còn ca nào khác. Chưa có gọi là hệ thống nhận dạng sự sống nào tắt đúng không? Đúng rồi, chưa có luôn. Vậy là ông chú còn sống vậy? Ông chú còn sống hả? Nhiều khi ở dưới người ta mới nhận dạng được. Ở dưới mới nhận dạng. Anh nói câu nào nó tích cực xin xấy được không? Người âm có nghe điện thoại được không? Người âm có nghe điện thoại được không vậy? Người âm là không nói chứ. Trời ơi, thế thì phải kiếm bà thầy. À, thành phố mình có bà thầy tên là Miêu Linh á. Ui dồi ôi, bà chỉ nói là bà đính chính rồi, bà chỉ xem chỉ tay thôi. Ô, tưởng bà lên đồng. Bà lên đồng thì bà nào chứ không phải bà Miêu Linh rồi. Ở đây anh có quen bà đồng nào hay ông thầy đồng nào không? Có thể gọi hồn được người chết á. Muốn rồi à? Dạ em muốn gọi hồn ông tên là Idum Badum. Ông chú của em được thả từ độ cao 8000 mét từ trên không thả xuống dưới đất. Bây giờ bệnh viện cũng kêu là từ chối tiếp nhận, giờ không biết là phía dưới có tiếp nhận hay không. Có để điện thoại cho mà đồng gọi hồn ổng lên. À, gọi hồn giùm em cái. Chứ là em cũng không muốn là ổng bị quỷ với bắt đi đâu. A few moments later. Ông Dương Tộc. Hỏi bà đồng thì bà đồng nói người này không ở dưới âm phủ, người này đang vẫn còn ở dương thế. Còn ở dương thế? Ừ. Ủa. Hay là ổng
đào mồ ổng chui lên. Không có gọi hầu được, không ổng còn ở. Ông nhanh nữa chứ. Quẩy. Ờ, cô ơi, tôi thấy có một người da màu ngất ở đây. Vì tôi kiểm tra điện thoại thì thấy có số của cô, thì không biết cô có quen cái người đàn ông này không? Cái người đàn ông nó nghe cái giọng cũng giống ông đó. Hơi giống á. Ờ, hơi giống á. Không biết là có chuyện chắc gì à. Nhưng mà có người này họ ngất ngay bãi cá của tôi. Thì cái gì mà ngất ở bãi cá luôn vậy? Cô có quan hệ gì với người đàn ông da màu nữa? Có, ông đó là ông chú của tôi đó. Nhắc nghe giọng giống ông á. Không biết là hai ông có nhập thần, nhập thác, nhập quỷ, cô, nhập yêu gì không? Xíu. Ừ. Yuri, không trong xe nữa, ra đây coi. Có ông nào y chang ngủ ngất nè. Hả? Ôi, chú ơi, chú đang gọi ở một thế giới khác à? Tôi sẽ trả người này về chỗ của cô. Nhưng mà đừng để vụ này xảy ra nữa nha. Khoan đã. Ông chú đang Nico, ở... Nico, dán ông này ra ngoài. Chào cô. Khoan đã. Isekai hiện lên. Wow, thế giới cũ vẫn còn. Tại sao? Ê, có một ông già. Ông già này quen lắm. Tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá chị ơi. Ông già này quen lắm. Giống như là kiểu đổ mồ hôi. Em có nghe nói gì về một cái thế giới đã bị nước cuốn trôi đi rồi? Có. Bị sóng thần ập đến á. Có. Đó có một bà chị tên Aker. Em biết. Và một người anh tên Kaybet. Và một ông chú trên bãi cá tên Dom. Cũng là một tên Dom. Cũng là Dom. Cũng có một chị bé tên là Yuri. Hình như ổng mới điện thoại cho chị hay sao á. À, chị ơi, em làm xương sống. Hồi nãy em quên gửi chú Đôn cái tập ghi kết quả sổ số về. Cái gì vậy? Gửi cho anh cảnh sát. Cái chuyện nó xảy ra từ rất là lâu rồi. Chuyện nó xảy ra từ lâu rồi. Trời ơi, nhớ quá. Tại sao lại chuyển sinh qua bên đó vậy? Không ấy, bây giờ chúng ta nên đi đón ổng. Nên đi đón ổng không? Kêu ở bãi cá thì chắc là ở bãi cá ở trên chỗ cũ chứ nhỉ? Lúc phải không? Trên đó thì cũng có thể là cái bãi cá của ổng ở ngoài 1034 ấy. Đi thử đi. Tại vì Đi thử không? Sao giống như ổng isekai qua một thế giới cũ vậy? Chúng tôi đã thả ổng xuống ngay đúng cái chỗ mà ổng rớt xuống. Bây giờ tôi cảm phiền cô, bằng cách nào đó thì bên cô sẽ nhận được lại ổng. Ha, nhận lại được hả? Là ổng đang ở đâu? Bãi cá. Cô không biết bãi cá à? Bãi cá? Ý ông là bãi cá 1034. Hả? Kêu cơ đợi chút xíu. Thằng nhạc lái chúng mày đi nha. Hả? Ok. Rồi ông biến mất này. Hả? Cái gì vậy? Sao nghe tới nhạc luôn vậy? Mày nhạc quẹn nha. Ta phải đi lên đó coi có khi nào gặp nhạc không. Có khi nào chuyển sinh hai thế giới, hai mọi người gặp nhau hết không mọi người? Mọi người ơi, lỗ hổng không gian thời gian đó chị. Sao giống như lỗ hổng không gian thời gian đã xuất hiện rồi vậy? Sao có nghe cả bà chị mình nói sao á? Thuyết đa vũ trụ đi rồi. Ước gì tôi gặp được bà chị tôi một lần nữa. Ước gì? Ước gì chị gặp được bà chị một lần nữa. Cay à? Thôi
em không dám tưởng tượng luôn, tưởng tượng nghe ghê ghê nha. Nghe nó lạnh sống lưng vậy. Từ lên đó mà gặp cái ông đi con sáu bánh câu cá là ông sáu bánh câu cá nghe quen thế à. Really? Trời ơi. Bài cá đó là nơi mà tất cả mọi người, tất cả dân ký ức nó lại ùa về đấy. Thì trước khi tới đây thì cũng có rành về con người ở cái thành phố đã chết đó. Chỉ có biết bà chị, ông anh, dây, một ông chủ ở bên xưởng sửa xe và những người ở đó. Lâu rồi. Nói về gà được. Đúng là nói về gà thật sự. Where? Ủa, chứ bên có gì? Đâu? Ở bên... ở bên kia. Hay là ở bên kia nhỉ? Nó nói nó 1034 ở chỗ này chứ. Nhưng mà... ở một thế giới khác nó là... đây là bãi cát, còn... ở bên kia nó là chỗ khác thì sao? Đi một vòng quanh bên phải thử coi. Cái chỗ của bãi câu cá đầu tiên. Hay là ổng bị nằm ở đó. Khoan đã. Đi tìm ổng đi. Tìm ở bên này trước, sau đó rồi quay lại ở đó. Không có luôn. Không có rồi. Quay lại 1034 đi. Quay lại cái thuyền. Quay lại cái thuyền hồi nãy, có một cái thuyền đậu ở đó đó. Ok, để đi thử, đi tìm. Giờ mà tự nhiên thấy mấy chiếc sáu bánh, bốn bánh ở đây chắc xỉu luôn á. Xỉu thiệt sự luôn á. Có, đi tìm thử coi, thôi tìm thử xung quanh đi mọi người. Chú ơi. Chú. Chú ơi. Em có nghe gì về thành phố biến mất đó không? Thành phố bị sóng thần tẩy đi mất ấy. Có gì ơi. Chị nhớ là có một giai thoại là có một cái bãi cá ở đây và rất nhiều xe ở đây. Toàn những con xe 4 bánh, 6 bánh. Những con xe dán những cái đề can rất là đỉnh cao ở đây. Nó ở đây này. Và có một người luôn luôn ở trong một cái bụi cỏ này này. Đó, chính xác là cái bụi cỏ này này. Cái bụi cỏ này này. Luôn luôn có một người đứng đây. Và khoảng 6-7 chiếc xe đứng đó. Người ta câu cá ở đó. Còn đây là một người mà... xe 6 bánh ở đây. Nhưng mà ông chú đi đâu rồi nhỉ? Chú. Bác sĩ. Ok. Trời ơi.
Anh ơi, có người ngất ở đây anh. Có người ngất kìa, sao đấy? Có khi nào là ông chú của em không vậy? Hình như là ông chú sao? Trời ơi, thiệt luôn hả? Ở đâu vậy? Để xuống kiếm mới được. Dạ dạ, cố gắng kiếm ông giùm em nha. Cứu mẹ ông giùm em với. Sao lại ở đây thiệt vậy trời? Em thấy bác sĩ đứng đây, em tưởng là ổng bị rớt cao quá, cắm xuống lòng đất chứ. Tại vì ở nước ở đây cạn quá. Ông rớt qua Isekai rồi, xong rồi ổng được Isekai trả về đây đó. Sao vậy? Trời ơi, cái quần quen thuộc kìa. Trời ơi, ổng kìa. Ôi là trời đất. Trời ơi. Hôm nay cố gắng hết sức đưa ổng về giùm em đấy nhá. Ok, đừng cố gắng. Dạ, đi 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 đi, tụi mình đi về luôn. Trời ơi. Ê, cùng chuyện. Chết rồi, ai bị ho vậy? Ông chú. Bên đây chị ơi, hôm kia chị ho chị. Ủa cái gì vậy? Có, chị chưa lên xe đó. Chị, nhìn cái xe. Kìa. What the? Cái gì vậy? What? Trời. Ủa? Cái gì vậy? Xe có người không anh? Đau đầu quá. À, không có người không hả? Nó lạ thật kìa. Ủa? Chớp lên chị. Chớp. Isekai. Được chưa? Chia sẻ. Isekai hiện lên. Nó biến mất rồi. Hả? What the? À, sao ta? Khó hiểu thật đấy. Chắc. Ê, người chủ con xe đó thì sao? Kéo cái xe theo quá chị. Hả? Bây giờ cái xe bị trả về bên kia lại rồi. Ồ. Nhưng mà con xe đó người chủ của con xe đó là một người đỉnh cao luôn đó. Rợn người quá. Sợ quá. Nghe là vũ trụ bên kia rồi. Đáng sợ. Isekai hiện lên. Để em về em ghi kết quả sổ số với lại ngày giờ kỳ, em nhờ ông đi tập kiểm qua giùm. Trời ơi, chiếc sáu bánh này đỉnh cao thật chứ. Đi nè, vô thăm ông già nè, ông già mới bị Isekai về thế giới khác. Không có gì nữa. Nãy ổng tung tăng lắm mà, sao? Ổng bị thả từ độ cao quá, xong rồi ổng bị qua một thế giới khác rồi. Ổng mới chưa về luôn. Đi, vô coi ổng sao rồi. Đây chị. Chú ơi. Ngày mai giờ xuống máy không? Ai giận chú mày, mày bị cái gì vậy? Chú thả chú xa lắm đó má. Chú đi với ai vậy? Đi với ai gì? Bác nhìn như bác sĩ chở chú về mà. À con biết mà, con thấy mà, nhưng mà tại sao chú rớt qua bên đó, có người gọi cho con đưa chú về á? Bên đó là bên nào chú bay mới ngất vậy? Rồi xong rồi. Ngày nào chú bay bị thả rồi, lúc mà chú bay vừa kêu bay cúp máy là chú bay bị ngất mẹ rồi. Hả? Thì lúc mà chú kêu bay cúp máy đi, bay không chịu cúp máy, tốn tiền điện thoại không? Là nó từ lúc đó tới giờ là đó. Ờ, nhưng mà sao chú biết chú ở đâu về đây không? Sao mà chú biết chú ngất thì sao mà biết chú bị rớt xuống tỉnh một cái là chú đi mẹ rồi. Trời ơi. Quá nhiều chuyện. Vậy là ổng bất tỉnh từ lúc bất đó. Bất tỉnh từ lúc mà bị ngất rồi. Xong rồi, chú à, có một người, có một giọng cũng rất là giống chú luôn, gọi cho con, kêu là Yuri, Rico, Nhạc Nguyễn ở một isekai khác đó. Từ lúc,
từ lúc bay ra đồn cảnh sát tới giờ bay có hút cái gì không vậy? Hả? Con làm hai gậy nhưng mà lúc đó con tỉnh bay thôi. Hai gậy. Không. Chuyện gì trong trời rồi. Không có, con không có sử dụng chất kích thích. Chứng chú ơi. Chú đập toát đi. Ừ, đọc bằng con người vậy? Hả? Thấy đang nằm đây không? Chú đập toát đi, bảo chết mẹ hồi nãy đã kêu rồi. Nằm ngất không có cấp điện thoại được cũng ráng để điện thoại. Trời ơi, chú đập toát đi. Sau khi chú mà... Đọc chú đập chú đọc đi. Đọc bằng cái gì đang nằm rồi sao mà đâu? Mô tả cho chú cái hình cái đi. Cái hình đó là cái một cái con xe 6 bánh. Chú có biết thành phố mình có xe 6 bánh không? Xe 6 bánh. Ừ, thành phố mình có xe 6 bánh chung ạ. Đúng rồi. Hả? Container nào xả 6 bánh bay chụp hình container xong bay treo nữa hả? Nó không phải là container. Chú ơi, đợi xe nó có hình đồ lót chú. Vậy rồi bay nói được không? Nhưng mà chú hết thò đi đã. Nằm như vậy thì sao mà bật điện thoại được? Cái này mua cho ông chú này cái khẩu trang đi cho ông bịt cái mồm ông lại. Mà có khẩu trang, có khẩu trang. Không có. Không có luôn à? Thuốc chưa? Chú có thuốc chưa? Chú còn bao lâu nữa? Chú có thuốc rồi. Chú hả? Chú còn 240. Ok chú. Mày vấn đề là chú bị sao người ta bắt chú mày xả tiền kinh cao xuống. Thôi, cái chuyện đó dài lắm, bỏ cái chuyện đó đi. Mình vô cái câu chuyện rồi là khúc giữa nè. Cái câu chuyện là ổng bị ngất, là có một người ở một thế giới khác gọi cho chị. Nhưng mà sao chú bị ngất, sao chú gọi cho bé được bé tàu lao không? Không phải chú gọi, một người khác. Ủa là sao? Ý là có người lấy điện thoại của chú gọi cho chị. Đúng không? Nhưng mà sao lấy được? Không phải lấy điện thoại của chú luôn. Một cuộc gọi không có số, không có gì hết luôn. Mà bé nghĩ không, chú bị ngất thì sao chú gọi cho bé được, bé tàu lao quá. Bé hút hai điếu rồi đúng không? Không, chú không tin con. Kinh sao được chú bay bị ngất như vậy nè, nãy giờ mấy giờ chú, để chú dạy chú coi đồng hồ coi là. Chú có nghe về giai thoại ở một thành phố bị biến mất không? Chú có nghe về giai thoại thì biết, nhưng mà thành phố bị biến mất thì sao mà biết? Thành phố bị sóng thần cuốn trôi đi đó. Ôi, nó truyền thuyết thôi bay ơi, chứ làm gì có thiệt. Nhưng mà nó sắp thành thiệt rồi kìa. Con chụp được, con đăng tán tờ luôn đó. Nhưng mà rồi có chuyện gì liên quan gì tới mình? Có, liên quan. Ở chỗ đó có bà chị con. Con với chị con. Khoan, bay stop. Dạ. Một thế giới bị mất. Nước biển cuốn trôi. Dạ. Trong đó có chị bay. Dạ. Bây giờ bay nhận nhân vật hư cấu làm chị luôn hả? Không phải. Hai điếu này giận quá chú ơi. Ừ, hai điếu. Nè, Akai. Bà cũng thấy giống chú đúng không? Nặng lắm rồi đúng không? Không có, bà chị con mà. Có một chị mà. Bây giờ mình dạy mình cậy cho được cộng đôi cảnh sát trưởng thì thôi. Trời ơi, tức phá đi, trời ơi là trời. Chú, khoan nè. Cảnh sát trưởng thì có người cậy rồi đó chú. Hả? Cái gì? Thấy cái tết của ông Tuấn Nicola không? Nicola Tuấn. Cái biển số xe của ông cảnh sát trưởng. Cái chiếc của ông Tuấn đó là ông cậy từ hôm qua hôm kia gì rồi. Không phải ông mới cậy. Ủa vậy đâu. Vậy là chiếc đó bị cậy rồi hả? Vậy là mất chính rồi đó. Không, ấy là từng cậy một lần rồi. Nhưng mà ấy là cậy hình như là cậy để thị phi thôi, thị phạm thôi. À khoan đã, bây giờ có một vụ mới hơn nè chú. Chú đây là một thành viên mới trong tộc mình. Thì cái người này là cái người mà con nói. Nó tên gì? DJ Liêu. Dạ. Thì DJ nó vừa mới bị một vụ cướp xảy ra ở trên bãi cá. Chỗ gửi xe trên bãi cá 12 giờ chú. Là chú mát hả? Hả? Bãi cá mới chú mát. Sa mạc chú, sa mạc. Bị di dời chú. Sa mạc là cái bãi cá mà hôm bữa thị trưởng di dời xong bị di lại hả? Đúng rồi. Chú biết vậy được rồi, chú còn nhắc nguyên văn nữa. Bây giờ là nó đang bị cướp và bây giờ cướp đang đòi nó 1.000 để chuộc lại đống sắt đó. Thì theo chú thấy thì chúng ta nên. Đống sắt là bao nhiêu? Nhiều sắt. Bao nhiêu em? 150 chú ơi. Ủa? 150 hả? 150 là 3.000 mà nó chuộc 1.000. Nhưng mà 150 đó là bay làm ra mà, có phải bay mua của người ta đâu. Không, là con mua của người ta mà chú. Ê, bay mua người ta xong bây giờ lại bị trộm mất, không có phải bỏ 1.000 ra con chuột. Thì bay vẫn lãi mà, bay chuột đi nha. Ôi, khoan chú lộn. Nhưng mà ai chọn bay. Quên family.
Gia đình nào? Nhớ nhận dạng nói đi. Gia đình nào? Không phải mấy gia đình hôm nào qua mà bạn có, với bay có sao bây giờ bây gia đình nào? Có hai ông, một ông tóc xanh, một ông tóc tóc hồng. Khoan, có ai khoác cái vest màu trắng không? Không chú ơi. Không hả? Khoác cái vest màu trắng nghe quen quá vậy. Không ai có vest màu trắng hết đúng không? Đúng rồi. Nên là chúng ta có đối thủ mới này, có chúng ta có kiểu như là có một gia tộc đối trội mới này, ngoài gia tộc của Tiến Minh. Nhưng mà bây giờ cách mình giải quyết là như nào? Nhẹ nhàng hay là nghe chú, mình phải giữ cái đầu lạnh, mình cứ chuột đi. Tại vì bây giờ mình không có cái gì hết. Đeo ổ chai vô điều đó chuyện đi chú. Rất là bất vệ sinh nha. Uống thuốc đi chú. Chú có vũ khí sinh học đó chú. Nhìn chú như cắn kẹo vậy ta. Đi. Chú cắn ba viên rồi tỉnh rồi. Chú, ý chú là mình cứ chuột đi. Mình cứ cho họ thấy là mình dễ dàng chiều theo ý họ, hiểu không? Dạ. Để mà tương lai mình vẫn thể thù. Cái điều kinh khủng nhất không phải là sự trả thù, hiểu không? Dạ. Là gì? Hình như chú nói bậy rồi. Nói chung là ông già này mới được thả luôn mà ông đi luôn rồi sao? Trời ơi, tên chú bay mình thả từ độ cao 8,000 mét đó. Lắp chứ nhớ lại đi chú. Coi chừng chú bị lật. Cái kinh khủng nhất á, không phải là mất hai mấy trăm sắc đó. Cái quan trọng nhất là sự trả thù. Mình phải khiến cho họ cảm thấy là mình không nghĩ tới cái chuyện trả thù, hiểu không? Đúng. Nhưng rồi ngay đúng lúc họ bị chuyện thì mình sẽ vô mình đâm. Chú Quang đúng không chú? Đúng rồi. Đúng với tiêu chí của gia tộc chúng ta là gia tộc Kitchen Flower. Flower. Đúng. Nhưng mà hai thành phần này không đủ để mình kích flower thì sao chú? Thì bây giờ bây nè, bây giờ chú hỏi bây nha, bây giờ bây trả thù chứ đi chăng nữa thì cũng mỗi hai đứa này. Sao bây không đợi tụi nó vô gia tộc xong mình trả thù luôn cả gia tộc nó? Tên đường xa. Rồi xong mình sẽ cho gia tộc nó biết được là tại vì hai đứa này cho nên gia tộc nó mới bị như vậy, hiểu không? Em gọi cho bên đó đi để chuột đi. Mình cứ ngoan đi. Tại vì bây giờ mình chưa có cái gì hết. Chú nói thiệt. Giờ bay định làm gì tụi nó? Bay cầm bánh mì với nước suối ra bay chỉ. Bây giờ mình phải nhận diện và nhìn coi nó là ai đã. Mình chưa biết nó là ai mà. Đây qua này. Nhưng mà chú ơi con hỏi nhé. Ví dụ bây giờ nó đòi tiền chủ là 1.000 đúng không? Mà con bảo là con không có tài khoản ngân hàng, con muốn giao tiền mặt. Nhưng mà bây giờ chúng nó lại không chịu nhận tiền mặt, chúng con muốn nè, giao bây giờ, con chủ quả sao giờ, nó mất tiêu thế thì sao chú? Giờ chú nói bay nghe, bay tới đó. Mình tỉnh táo lên, mình chú biết là trong đầu bây giờ chỉ có trả thù thôi, nhưng mà như vậy là không khôn ngoan. Giờ trả thù xong rồi chả có chuyện gì hả? Đâu không, để tụi nó dễ thoát như vậy đúng không? Mà con muốn lấy lại cái số cái thứ mà thì bây giờ bay ra ngoài bay gặp tụi nó xong. Bay gặp đúng cái đứa đó, bay nó để bay chuyển khoản cho nó rồi bay chuyển khoản cho nó, bay kéo vô nó vô cái hầm gửi xe bay chuyển. Rồi xong không có chuyện gì. Ở ngoài chú cậy động cơ nó là xong hết. Bây giờ đang không thể giờ ông chạy được ha. Ca thì đúng không? Đúng rồi. Cũng làm được vậy thì bay bay nhớ chiếc xe nó cho chú bữa khác chú cày động cơ nữa. Đó, xe nó dễ nhớ lắm, xe nó trên quảng cáo á chú. Quảng cáo luôn hả? Đúng rồi con rồi. Bây giờ thì hiện tạm thời không còn luôn. À đúng con đấy con uống nít thành công một con rồi. Ê có xe mới nè. Xe cai hiển linh là gì? Thì đó, cái xe mà con nói với chú đó. Má nhìn như xe rồng vậy. Cái xe từ thế giới bên kia đó chú. Ê, kêu người ta ra đây giao. Xe này sao thành phố mình có, thành phố mình không bán mấy chiếc này đâu. Lúc mà chú trở về á, thì cái xe nó bị kéo theo. Bây giờ là sao? Cái xe đó cũng biến mất luôn. Đúng rồi đó. Bây hiểu không, chiếc này kìa, bây nhìn thấy chữ không, chiếc Defend. Defend là gì, Defend có nghĩa là trả lại tiền. Thì xe này có nghĩa là xe đi đòi nợ thôi, có gì đâu. Nhưng mà vấn đề là tôi chỉ có tên mặt. Đất quá, trời ơi. Đất chú à. Để ngày mai con bình tĩnh lại, con sẽ nói chuyện với chú sao. Hình như thằng Liêu nó tông con kia.
10 seconds later. Cái gì vậy? Oh my god. Ủa, sao chú? Sao ông chú bị gì vậy? Bị chơi bị nghiệp quật. Ai cậu cho ông bị nghiệp quật vậy? Không biết ai ác vậy luôn á. Ai ác vậy? Sao biết con xe đó là con của ai là được rồi? Holy Jesus. What is that? Làm gì thế? Gì nữa đây? Cái gì đây vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao có chiếc này ở đây vậy? Ô kìa. Cái ơi. Cái chứ thấy gì nữa không cái? Em thấy rồi. Nãy giác chú vậy là em thấy rồi. Trời ơi. Ảo thật đấy.